được dập tắt. Em to cũng thành con lạc đà đâu. Rồi giờ mới nhặt giặt là xong thôi. Tiên Channel. Xin chào các bạn, mình là Tiên Xí Soạn. Mình thích chơi búp bê lắm. Ủa nhưng mà sao nhà của bé Na có hai con búp bê này vậy? Búp bê này hỏng rồi. Ta đâu coi búp bê kia mặc áo màu hồng giống mình nè. Không biết có đẹp không nữa. Để mình xem thử nha. À, búp bê này là búp bê tóc xù. Nhưng mà búp bê này sao mặc áo này không có đẹp gì hết. Không có đẹp bằng áo của mình. Xấu quá. Quăng ra luôn. Không thèm chơi búp bê này nữa. Mình đi tìm cái khác để mình chơi đây. Đi giúp chị bé Na dọn dẹp nhà cửa. Ô, ui da, ai lại quăng búp bê giữa đường như vậy? Ôi, căn phòng này bề bộn quá à. Mình phải dọn dẹp hết lại mới được. À, mình biết rồi. Mình sẽ cho búp bê này vào trong tủ. Như vậy là gọn gàng thôi. Hì. Mình thiệt là thông minh. Mèo, mèo ơi mèo. Mèo ơi, mèo đâu rồi? Ơ, à, có tiếng chị bé Na. Mình phải đóng băng lại. Ủa, tại sao em búp bê dễ thương của mình lại nằm ở dưới đất như vậy chứ? Chắc là con mèo lại tha đi tới đây chứ gì. À, con mèo này mình phải xử mới được. Thôi cho vô tủ cất luôn. Mèo, mèo ơi mèo. Ôi, mình bị nhốt vô trong cái tủ này rồi. Làm sao mình ra được đây? Có ai không? Có ai không? Mèo ơi, mèo, mèo ơi, cứu mình với. Ủa, mình nghe có tiếng gì ở trong tủ gì ta? Mèo ơi, cứu mình. Ủa, búp bê ở cổng hả? Đúng rồi, đúng rồi. Mình là búp bê tóc nâu nè. Mình bị nhốt ở trong này rồi. Được rồi, đợi xíu mèo sẽ mở cánh cửa ra cho. Wow, mở được rồi. Cảm ơn bạn mèo nha. Tưởng bị nhốt trong này luôn rồi chứ. Không có gì, không có gì. Thôi ra đi, lẹ lên, lẹ lên. Bây giờ mình phải đi dọn dẹp nhà cửa giúp chị bé Na. Nhà dơ bẩn quá. Như vậy mẹ của chị bé Na về sẽ la chị ấy đó. À, mình nhớ rồi. Ở đây có cái máy hút bụi nè. À, không phải. Đây là cái máy hút rác. Nó có thể hút được rác rến to bự vô luôn á. Nhưng mà mở sao đây ta? À, dễ lắm. Nhấn công tắc ở đây nè. Đó, thấy chưa? Nó hút vô kìa. Wow, hay quá. Cái lon bia mà nó hút vô còn được luôn mà. Hay quá, hay quá. Mèo ơi, mèo nhìn nè. Chuẩn bị nó hút được quả dưa hấu luôn đó. Đâu đâu, để mèo mở ra thử xem những cái gì đã hút. Nó nằm ở đâu nha. Mở ra. Ôi, cái gì vậy? Sao nó bay tứ tung vậy? Trời, búp bê đã nói rồi. Khi cái máy đang chạy, động cơ đang quay mà mình mở ra, nó sẽ bắn ra ngoài đó. À, vậy công tình hút nãy giờ, bây giờ mình phải dọn dẹp lại rồi. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Tiên tóc nâu. Ý, đằng này có nước nữa nè. Không biết máy này hút nước được không ta? Không được, không được đâu. Cái máy này nó dùng điện mà. Đâu đâu, đưa mèo hút thử. Đó, hút được kìa. Vậy mà tiên tóc nâu nó hút không được. Hút hết luôn nè. Ôi, mình nghe cái mùi gì khác khác vậy? Ôi, không xong, không xong rồi mèo ơi. Cái máy bị bốc cháy rồi kìa. Đã nói rồi. Ha ha ha, bị bốc cháy rồi hả? Ôi, khó nghi ngút luôn kìa. Ủa mà sao kỳ vậy? Tại sao lại bị cháy vậy ta? Mèo đâu có làm gì đâu. Đợi mèo xíu. Mèo sẽ đi cứu hỏa. Cứu, cứu. Cubin ơi, cứu. Cứu. Ôi da, đau quá, đau quá. Anh Cubin, cháy rồi, cháy rồi. Cái gì mà cháy? Nhà mình đâu có bị gì đâu mà cháy. Em nói gì vậy mèo? Cháy, cháy anh Cubin. Hay, được rồi. Nè, đây là bình cứu hỏa. Đầu tiên mình phải giật cái chốt an toàn ra. Sau đó một tay cầm cái vòi, tay còn lại mở khóa ra. Thì nó sẽ xịt bột vào trong chỗ cháy. Thì lúc này đám cháy sẽ được dập tắt. Em nhớ cách sử dụng bình chữa cháy chưa? Rồi, hết cháy rồi, hết cháy rồi. Anh Cubin, hết cháy chưa?
chưa? Em đem cái bình nước tưới cây vô nè, có gì mình xịt. Ủa? Hết cháy rồi hả? Đúng rồi, hết cháy rồi. Nhưng mà cái này là bằng điện mà, em xịt nước vô chắc hư luôn quá. Ồ, vậy hả, vậy hả? Wow, mình chơi game trang điểm đẹp quá, đẹp quá. Thích quá, thích quá. Nè, búp bê xí soạn, bạn làm gì vậy? Đi xuống đây phụ mình dọn dẹp nhà cửa giúp chị bé Na đi. Gì vậy? Đang chơi game mà biểu đi dọn dẹp. Nếu bạn thích dọn dẹp thì bạn cứ dọn đi, mình không có dọn đâu. Mình là tiên xí soạn đẹp gái như vậy sao mình làm được? Dơ quần áo mình hết. Mình là những búp bê được ông tiên gửi tới đây để giúp cho bé Na mà. Sao bạn lại vậy? Hả? Ủa? Tiên tóc nâu. Sao hôm nay đẹp quá vậy? Rồi còn có bộ đầm đẹp nữa. Tóc dài ra. Mình không có thích ai đẹp hơn mình đâu. Mình đã có cách rồi. Thôi, tiên xí soạn không chịu giúp bé Na thì mình sẽ giúp bé Na vậy. Mình sẽ rửa chén giùm cho bé Na. Ôi, chén dĩa còn dơ nhiều quá. Mà cao như vậy sao mình rửa tới ta? À, mình biết rồi. Mình sẽ bắt cái ghế lên. Thì mình đã cao rồi. Bây giờ mình sẽ rửa chén. Rửa hết chén đũa này luôn. À, tiên tóc nâu đang rửa chén. Mình sẽ dùng phép để cho bộ váy này trở nên dơ bẩn xấu xí mới được. Ấm ba la, ấm ba la, ấm ba la. Ấm ba la, ấm ba la, ấm ba la. Đồ đã xấu quắc rồi. Dơ luôn. Đi thôi, đi thôi. Ủa, tiên xí soạn làm gì từ trong bếp đi ra vậy ta? Mà giống như vừa làm điều xấu vậy. Tiên tóc nâu đang làm gì vậy? Hả? Tiên tóc nâu ơi, cái váy của bạn bị dơ hết rồi. Sao dính đầy mực cái vậy? Mực màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Ờ, mình đâu có biết đâu. Mình mới vừa rửa chén xong mà. Mình đâu có làm gì đâu. Mèo ơi, mèo ơi, mèo ơi. Ôi, anh Cubin tới rồi. Đóng băng. Mèo mèo, mèo đang làm gì vậy? Dạ, em đâu có làm gì đâu. Em chỉ mới thấy cái áo búp bê bị dơ à. Ý, anh Cubin, mang búp bê đi đâu vậy? Thì áo bị dơ rồi thì phải giặt chứ sao. Rồi giờ mới giặt, giặt là xong thôi. Rồi đợi một xíu thì nó sẽ sạch thôi à. Ôi, anh Cubin đi trong lúc này làm chi? Bây giờ chóng mặt quá, chóng mặt quá. Cứu, mèo ơi, cứu, cứu. Hả? Búp bê lại hết đóng băng rồi. Thôi mình phải tắt mới được. Được rồi, để mèo ẩm ra. Cảm ơn mèo nha. Lúc có anh Cubin thì mình là búp bê. Còn anh Cubin đi rồi mình đâu có đóng băng nữa đâu. Nên mình bị chóng mặt. Nè nè, mèo đoán biết được ai làm dơ áo của bạn rồi đó. Chắc chắn là tiên xí soạn rồi. Vậy mình phải đi gặp ông tiên mới được. Ông tiên ơi, ông tiên. Ông tiên ơi. Ông tiên đâu rồi? Ông tiên ra đây giúp con. Chuyện gì đó tiên xí soạn? Ông tiên ơi, ông tiên là hãy làm cho con đẹp, thiệt là đẹp đi. Con không muốn đẹp như thế này nữa, con muốn đẹp hơn. Ông tiên ơi, bạn tiên xí soạn mới làm dơ quần áo của con đó. Đúng rồi đó ông tiên. Tiên xí soạn là người xấu đó. Tiên xí soạn không biết làm việc nhà giúp cho bé Na nữa. Còn hại người khác nữa. Được rồi, tất cả mọi việc này ta đều biết hết. Những người làm việc tốt thì ta sẽ thưởng, còn những người làm việc xấu thì ta sẽ trừng phạt. Tiên xí soạn, người có biết lỗi của người chưa? Làm điều xấu hại bạn chính là người xấu, mà không giúp đỡ người khác lại càng xấu hơn. Nè nè, đi đâu vậy hả? Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi định bỏ trốn à? Ha, ngươi quên ta có phép thuật à? Ẩm ta la, ẩm ta la. Hãy biến cho tiên xấu xa này trở thành một con lạc đà. Tiên, ông tiên, con không muốn thành con lạc đà đâu. Con lạc đà xấu lắm, con chịu, con chịu. Ta đã chọn người xinh đẹp như vậy mà ngươi còn làm người xấu và không có siêng năng gì hết. Cho nên hôm nay ta sẽ biến ngươi thành con lạc đà, để suốt ngày ngươi chở đồ hàng hóa cho con người, làm việc siêng năng chăm chỉ. Khi con làm việc chăm chỉ, ông tiên hãy trả con về hình dáng cũ nha. Ừ, nếu ngươi thật sự biết hối hận và làm việc chăm chỉ thì ta sẽ cho ngươi biến thành tiên xí soạn trở lại.
Dạ, con xin vâng lời ông Tiên ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.